Tam ma địa nhất tướng tra nghiêm, tam ma địa dẫn phát hành tướng. Tam ma địa nhất hành tướng, tam ma địa ly chư hành tướng, tam ma địa diệu hành, tam ma địa đạt chư hữu để viễn ly, tam ma địa nhập nhất thiết, thi thiết ngữ ngôn, tam ma địa kiên cố bảo, tam ma địa ư nhất thiết pháp vô sở thủ trước, tam ma địa điển diệm trang nghiêm, tam ma địa trừ khiển, tam ma địa vô thắng, tam ma địa pháp cự, tam ma địa tuệ đăng, tam ma địa thù hướng bất thối chuyển thần thông, tam ma địa giải thoát âm thanh văn tự, tam ma địa cự xí nhiên, tam ma địa nghiêm tịnh tướng, tam ma địa vô tướng, tam ma địa vô trược nhẫn tướng, tam ma địa cụ nhất thiết diệu tướng, tam ma địa cụ tổng trì, tam ma địa bất hỷ nhất thiết khổ lạc, tam ma địa vô tận hành tướng, tam ma địa nhiếp phục nhất thiết chánh tà tánh, tam ma địa đoạn tăng ái, tam ma địa đi vi thuận, tam ma địa vô cấu minh, tam ma địa cực kiên cố, tam ma địa mãn nguyệt tịnh quang, tam ma địa đại trang nghiêm, tam ma địa vô nhiệt điển quang, tam ma địa năng chiếu nhất thiết thế gian, tam ma địa năng cứu nhất thiết thế gian, tam ma địa định bình đẳng tánh, tam ma địa vô trần hữu trần bình đẳng lý thú, tam ma địa vô chánh hữu chánh bình đẳng lý thú, tam ma địa vô xảo huyệt vô tiêu xí vô ái lạc, tam ma địa quyết định an trụ chân như, tam ma địa khí trung dũng xuất, tam ma địa thiêu chư phiền não, tam ma địa đại trí tuệ cự, tam ma địa xuất sanh thập lực, tam ma địa khai xiển, tam ma địa hoại thân ác hạnh, tam ma địa hoại ngữ ác hạnh, tam ma địa hoại ý ác hạnh, tam ma địa thiện quán sát, tam ma địa như hư không, tam ma địa vô nhiễm trước như hư không, có vô lượng trăm ngàn tam ma địa như vậy là tướng đại thừa của Đại Bồ Tát. Lúc bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn thế nào gọi là tam ma địa kiện hành? Phật dạy thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này mà có khả năng thọ tất cả cảnh giới tam ma địa, có khả năng thực hành vô biên kiện hành thủ thắng, có khả năng dẫn đầu tất cả đẳng trì, thì như vậy gọi là tam ma địa kiện hành. Bạch Thế Tôn thế nào gọi là tam ma địa bảo ấn? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này, có khả năng thấu triệt tất cả cảnh giới tam ma địa và quyết định hành tướng việc làm, thì như vậy gọi là tam ma địa bảo ấn. Bạch Thế Tôn thế nào gọi là tam ma địa sư tử du hí? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này đối với các đẳng trì du hí tự tại, thì như vậy gọi là tam ma địa sư tử du hí. Bạch Thế Tôn thế nào gọi là tam ma địa diệu nguyệt? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này như mặt trăng tròn đầy trong sáng, chiếu khắp các định, thì như vậy gọi là tam ma địa diệu nguyệt. Bạch Thế Tôn thế nào gọi là tam ma địa nguyệt tràng tướng? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này, có khả năng chấp trì hết tất cả tướng định như mặt trăng tròn đầy trong sáng, tỏa xuống luồng ánh sáng vi diệu, thì như vậy gọi là tam ma địa nguyệt tràng tướng. Bạch Thế Tôn thế nào gọi là tam ma địa nhất thiết pháp dũng? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này có khả năng xuất hết các tam ma địa, như suối ao lớn phun ra các dòng nước, thì như vậy gọi là tam ma địa nhất thiết pháp dũng. Bạch Thế Tôn thế nào gọi là tam ma địa quán đỉnh? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này có khả năng quán đến điểm cao nhất của tất cả tam ma địa, thì như vậy gọi là tam ma địa quán đỉnh. Bạch Thế Tôn thế nào gọi là tam ma địa pháp giới quyết định? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này quyết định chiếu rõ tất cả pháp giới, thì như vậy gọi là tam ma địa pháp giới quyết định. Bạch Thế Tôn thế nào gọi là tam ma địa quyết định tràng tướng? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này có khả năng quyết định duy trì vững chắc các định tràng tướng, thì như vậy gọi là tam ma địa quyết định tràng tướng. Bạch Thế Tôn thế nào gọi là tam ma địa kim cang dụ? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này có khả năng làm chủ các định, chẳng bị các định kia lôi cuốn, thì như vậy gọi là tam ma địa kim cang dụ. Bạch Thế Tôn thế nào gọi là tam ma địa nhập pháp ấn? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này có khả năng chứng nhập hết tất cả pháp ấn, thì như vậy gọi là tam ma địa nhập pháp ấn. Bạch Thế Tôn thế nào gọi là tam ma địa vương tam ma địa? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này thống nhiếp các định tự tại như vua, thì như vậy gọi là tam ma địa vương tam ma địa. Bạch Thế Tôn thế nào gọi là tam ma địa thiện an trú? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này khéo duy trì các công đức chẳng khiến khuynh động, thì như vậy gọi là tam ma địa thiện an trú.
Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa thiện lập định vương? Thiện hiện nếu khi an trú tam ma địa này đối với các định vương có khả năng khéo kiến lập thì như vậy gọi là tam ma địa thiện lập định vương. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa phóng quang? Thiện hiện nếu khi an trú tam ma địa này đối với ánh sáng của các định có khả năng khai phát hết thì như vậy gọi là tam ma địa phóng quang. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa vô vong thất? Thiện hiện nếu khi an trú tam ma địa này đối với hành tướng của cảnh giới các đẳng trì có khả năng ghi nhớ không sót cảnh nào thì như vậy gọi là tam ma địa vô vong thất. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa phóng quang vô vong thất? Thiện hiện nếu khi an trú tam ma địa này phóng ánh sáng định thù thắng chiếu các loại hữu tình khiến họ nhớ lại những việc đã qua thì như vậy gọi là tam ma địa phóng quang vô vong thất. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa tinh tấn lực? Thiện hiện nếu khi an trú tam ma địa này có khả năng phát ra sức mạnh tinh tấn của các định thì như vậy gọi là tam ma địa tinh tấn lực. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa trang nghiêm lực? Thiện hiện nếu khi an trú tam ma địa này có khả năng dẫn phát sức mạnh trang nghiêm của các định thì như vậy gọi là tam ma địa trang nghiêm lực. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa đẳng dũng? Thiện hiện nếu khi an trú tam ma địa này khiến cho các đẳng trì bình đẳng hiện ra thì như vậy gọi là tam ma địa đẳng dũng. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa nhập nhất thiết ngôn từ quyết định? Thiện hiện nếu khi an trú tam ma địa này đối với khắp tất cả ngôn từ quyết định đều có khả năng ngộ nhập thì như vậy gọi là tam ma địa nhập nhất thiết ngôn từ quyết định. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa nhập nhất thiết danh tự quyết định? Thiện hiện nếu khi an trú tam ma địa này đối với khắp tất cả danh tự quyết định đều có khả năng ngộ nhập thì như vậy gọi là tam ma địa nhập nhất thiết danh tự quyết định. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa quán phương? Thiện hiện nếu khi an trú tam ma địa này đối với hướng đến của các định có khả năng quán chiếu khắp thì như vậy gọi là tam ma địa quán phương. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa tổng trì ấn? Thiện hiện nếu khi an trú tam ma địa này có khả năng giữ gìn hết ấn tượng của các diệu định thì như vậy gọi là tam ma địa tổng trì ấn. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa chư pháp đẳng thú hải ấn? Thiện hiện nếu khi an trú tam ma địa này khiến cho các định thủ thắng đều thu nhập như đại hải ấn nhiếp thọ các dòng sông thì như vậy gọi là tam ma địa chư pháp đẳng thú hải ấn. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa vương ấn? Thiện hiện nếu khi an trú tam ma địa này khiến các sự nghiệp đều được quyết định như được ấn của vua đều mong muốn đều thành tựu thì như vậy gọi là tam ma địa vương ấn. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa biến phú hư không? Thiện hiện nếu khi an trú tam ma địa này đối với các đẳng trì có khả năng bảo hộ che chở không có chỗ trống như hư không rộng lớn thì như vậy gọi là tam ma địa biến phú hư không. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa kim cang luân? Thiện hiện nếu khi an trú tam ma địa này có khả năng giữ gìn hết tất cả định thủ thắng khiến chẳng tan hoại như bánh xe kim cang thì như vậy gọi là tam ma địa kim cang luân. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa tam luân thanh tịnh? Thiện hiện nếu khi an trú tam ma địa này chẳng chấp trước các định, người nhập định và cảnh định thì như vậy gọi là tam ma địa tam luân thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa vô lượng quang? Thiện hiện nếu khi an trú tam ma địa này phóng các thứ ánh sáng vượt qua các số lượng thì như vậy gọi là tam ma địa vô lượng quang. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa vô trước vô chướng? Thiện hiện nếu khi an trú tam ma địa này đối với tất cả pháp không chấp không ngại thì như vậy gọi là tam ma địa vô trước vô chướng. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa đoạn chư pháp luân? Thiện hiện nếu khi an trú tam ma địa này có khả năng cắt đứt tất cả các pháp lưu truyền thì như vậy gọi là tam ma địa đoạn chư pháp luân. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa khí xả chân bảo? Thiện hiện nếu khi an trú tam ma địa này đối với tướng của các định đều xả bỏ cũng là chẳng xả bỏ tướng của các phiền não thì như vậy gọi là tam ma địa khí xả chân bảo. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa biến chiếu?
thiện hiện nếu khi an trú tam ma địa này chiếu khắp các định, khiến ánh sáng các định ấy hiện rõ, thế như vậy gọi là tam ma địa biến chiếu. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa bất thuấn? Thiện hiện nếu khi an trú tam ma địa này đối với đẳng trì này tâm ý chuyên nhất với các định khác pháp khác, không thủ không cầu, thì như vậy gọi là tam ma địa bất thuấn. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa vô tướng trụ? Thiện hiện nếu khi an trú tam ma địa này chẳng thấy các pháp định có mảy may tướng có thể an trụ, thì như vậy gọi là tam ma địa vô tướng trụ. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa bất tư duy? Thiện hiện nếu khi an trú tam ma địa này chẳng khởi tất cả tâm và tâm sở, thì như vậy gọi là tam ma địa bất tư duy. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa hàng phục tứ ma? Thiện hiện nếu khi an trú tam ma địa này đối với bốn thứ ma oán đều có khả năng hàng phục, thì như vậy gọi là tam ma địa hàng phục tứ ma. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa vô cấu đăng? Thiện hiện nếu khi an trú tam ma địa này như cầm đèn tịnh chiếu rõ các định, thì như vậy gọi là tam ma địa vô cấu đăng. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa vô biên quang? Thiện hiện nếu khi an trú tam ma địa này có khả năng phát ánh sáng lớn chiếu sáng vô cùng, thì như vậy gọi là tam ma địa vô biên quang. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa phát quang? Thiện hiện nếu khi an trú tam ma địa này chiếu các đẳng trì, khiến không gián đoạn dẫn phát các thứ ánh sáng thủ thắng, thế như vậy gọi là tam ma địa phát quang. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa phổ chiếu? Thiện hiện nếu khi an trú tam ma địa này đối với các môn định đều có khả năng chiếu khắp, thì như vậy gọi là tam ma địa phổ chiếu. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa tịnh kiên định? Thiện hiện nếu khi an trú tam ma địa này chứng đắc tánh thanh tịnh bình đẳng của các đẳng trì, thì như vậy gọi là tam ma địa tịnh kiên định. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa sư tử phấn tấn? Thiện hiện nếu khi an trú tam ma địa này đối với các cấu uế, dù tùy ý xả bỏ như sư tử chúa hùng dũng tiến tới, thì như vậy gọi là tam ma địa sư tử phấn tấn. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa sư tử tần thân? Thiện hiện nếu khi an trú tam ma địa này phát khởi thần thông thủ thắng tự tại vô úy hàng phục tất cả ma quân bạo ác, thì như vậy gọi là tam ma địa sư tử tần thân. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa sư tử kiếm khư? Thiện hiện nếu khi an trú tam ma địa này dẫn phát biện tài khéo léo ở chỗ đông không sợ sệt, phá dẹp tất cả tà tông ngoại đạo, thì như vậy gọi là tam ma địa sư tử kiếm khư. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa vô cấu quang? Thiện hiện nếu khi an trú tam ma địa này có khả năng dứt trừ tất cả cấu uế của định, cũng có khả năng chiếu khắp các đẳng trì thù thắng, thì như vậy gọi là tam ma địa vô cấu quang. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa diệu lạc? Thiện hiện nếu khi an trú tam ma địa này đánh thỏ niềm vui nhiệm màu